Có công đoạn những đức đọc để chúng ta học tập quý vị. Căn nguyên của bệnh tật là trong cơ thể người bệnh thiếu lòng yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi vô điều kiện là nhờ yêu và được yêu. Khi tâm trạng tươi vui, yêu đời, lòng tràn ngập tình yêu thương, cơ thể con người tiết ra những chất hóa học giúp tăng sức mạnh, làm tăng hệ thống miễn dịch, ngăn chặn được sự xâm nhập của bệnh tật. Ở Việt Nam cũng có câu nói: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ngược lại, trạng thái lo lắng, âu sầu, căng thẳng, giận dữ sẽ khiến cho cơ thể tiết ra những độc tố làm tăng thêm nguy cơ bệnh tật. Đây là công đoạn mà nhà khoa học thí nghiệm quý vị. Nên mỗi người chúng ta khi cơ thể bị bệnh đau mà mình vẫn giữ được cái trạng thái tươi vui, mang tâm khoan dung tha thứ, thì bệnh đau nó sẽ hết rất là mau. Nhớ, giống chùa chúng ta, những đức để ý có nhiều cụ già khi bị bệnh, những đức đến, những đức nói chuyện, các cụ cười vui bình an, các cụ vui vẻ, các cụ rất mau hết bệnh. Đây là 100%. Nếu như một người mang bệnh mà tâm trạng âu sầu, buồn, nặng nề, bực dọc, đây là cái việc mà làm hại cho bản thân mình nhiều thêm. Nhớ, càng làm hại cho bản thân nhiều thêm. Nên người biết niệm Phật như chúng ta, dù bất cứ sự cố gì đến với mình, bản thân chúng ta luôn luôn giữ được trạng thái tự nhiên. Vì sao? Tin sâu nhân quả. Và mình mỗi ngày niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nên bất cứ những sự việc thuận nghịch gì đến với chúng ta trong cuộc đời này, mình cũng giữ được trạng thái tự nhiên. Người mà giữ được trạng thái tự nhiên, gặp bất cứ sự cố gì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thì tất cả những sự rắc rối lớn cỡ nào cũng thành nhỏ, nhỏ biến mất luôn. Vì sao? Giữ được trạng thái tâm bình tĩnh. Sáng những đức khi đang chia sẻ Phật pháp, tự nhiên con người nó rất là mệt, mệt vô cùng, nên nói chuyện có 7-8 phút nghỉ, xong rồi cứ niệm Phật, xong xuống ăn miếng cơm mà ăn ít lắm, xong cứ đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Khi ăn cơm xong ở dưới nhà ăn, nghĩa đứa còn nói chuyện cho chúng nghe. Tuy bản thân mình đang bị bệnh mệt, nhưng mà nói chuyện cho các cụ cười một chút, khoảng 15 phút, thì cảm giác tự nhiên cơ thể nhân đức nó khỏe là quý vị, hồi phục lại. Rõ ràng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mình thường giúp cho người ta bình an, bản thân mình cũng được bình an. Mình thường giúp cho người ta vui thì bản thân mình được vui. Mình giúp cho người ta tăng trưởng năng lượng thì bản thân mình cũng được thu nhập năng lượng. Còn đi ngược lại, mình làm cho người ta phiền toái nặng nề thì bản thân mình cũng phiền toái. Mình làm cho người ta hao năng lượng thì bản thân mình cũng hao năng lượng. Giống như mình bù dặn người khác thì bản thân mình sẽ hao năng lượng. Mình hận trách người khác, mình sẽ hao năng lượng. Mình đố kỵ, căm hận thì bản thân mình hao năng lượng. Khi hao năng lượng rồi, con người mình bệnh tật, đủ thứ loại bệnh tật đến. Nên con người nghe đạo biết tu như chúng ta, mỗi ngày nên biết thương mình bằng cách là thường vui vẻ, không buồn giận người để trong tâm. Khi mình gần gũi một con người thường vui thì bản thân chúng ta cảm thấy bình an lắm quý vị.
Cô giáo Lưu Tố Văn, cô chia sẻ Phật Pháp, có một lần cô nói cô được ngồi ăn cơm cùng chung với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Dù Ngài không nói một câu gì cả nhưng bản thân mình cảm thấy rất bình an. Vì sao? Vì cái từ trường, phải nhớ từ trường ấy quý vị. Cái từ trường bình an, cái từ trường mà khoan dung tha thứ, nó lan tỏa ra. Bản thân chúng ta ngồi gần một con người bình an, vui vẻ, bản thân mình cũng hưởng được cái từ trường đó. Còn bản thân mình khi gần gũi ngồi cùng với một con người khó khăn, câu có, bực dọc, tính toán so đo, bản thân mình cũng cảm thấy bất an, lo sợ. Vì chính cái từ trường họ phóng ra bất thiện làm mình sợ hãi. Nên mỗi một người chúng ta, mình đi đến một cái nơi mà rất nhiều người vui vẻ hoan hỷ thì bản thân mình ngồi trong đó mình cũng hưởng được niềm an vui. Có khi bệnh chút đỉnh mình sẽ tự khỏe. Nên mỗi tuần thứ bảy chủ nhật chùa mình cộng tu, quý vị ngồi trong số lượng nhiều người đang hoan hỷ nghe pháp niệm Phật tu hành, cái cảm giác quý vị tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Và chùa mình mỗi tuần thứ bảy buổi tối lớp đạo làm con, vợ chồng dẫn con đến dự. Đây là một cái nơi tích tụ nguồn năng lượng từ trường rất tốt. Cái từ trường này có thể giúp cho gia đình quý vị im ấm, hòa thuận, sống hạnh phúc, chắc chắn luôn. Vì sao? Toàn là giáo dục thiện, giáo dục tốt. Nhớ cái câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nha quý vị. Một con người ung thư, bệnh này bệnh kia mà có người này vẫn sống lạc quan, yêu đời, thương người, giúp người, khoan dung cho người, thì người này thọ mạng mà còn là chắc chắn tiêu nghiệp hết bệnh. Còn thọ mạng hết, chắc chắn người này phải đi đến cảnh giới lành. Nếu người này là người niệm Phật, chắc chắn gì cực lạc. Trong cơ thể con người, các bộ phận không ngừng làm việc ngày đêm, ngay cả khi lúc chúng ta ngủ, chúng cũng không được nghỉ ngơi. Chúng làm việc rất cực khổ, hiện nay tìm không ra một nhân viên nào làm việc hết lòng, hết sức như vậy. Cho nên, khi cơ quan trong cơ thể thỉnh thoảng có mệt, có bệnh, chúng ta cũng nên cảm thông nỗi khổ cực của chúng mà đối xử với chúng bằng một thái độ từ bi và biết ơn, cũng như cho chúng có cơ hội điều chỉnh và khôi phục. Chúng ta không nên một mực trách móc, bài xích, dường như có mối thù không đội trời chung với chúng. Càng phải lập tức cắt bỏ, quyết phải tiêu diệt không chút lưu tình. Tế bào ung thư vốn là tế bào tốt, nhưng như những công dân tốt trong thân thể của ta, do phải chịu bức ép, tổn thương, đã kích nên chúng bất đắc dĩ phải thay đổi, phân hóa thành những tế bào sai lầm. Nhớ, những người mang bệnh ung thư này kia, nghe công đoạn này rất hay. Người bệnh ung thư, những tế bào bị bệnh ung thư đó cũng là từng là những tế bào tốt. Do chúng ta bức ép nó nặng quá. Bức ép bằng cách nào? Săn hẳn, khó chịu, bực dọc, không vừa lòng, không vừa ý, tức tối, khó chịu. Đây là cái làm bức ép, làm cho tế bào khỏe mạnh quý vị trở thành những tế bào ung thư. Nếu như quý vị thay đổi cái tâm tính đó lại thành một con người thiện tâm, khoan dung tha thứ, thì quý vị sẽ giúp cho những tế bào bị bệnh ung thư kia khôi phục tốt đẹp lại. Nên tất cả những người bị bệnh đau nghe những công đoạn này, đây là một phương pháp quý vị. Đây là những phương pháp để giúp cho quý vị phát triển được năng lực từ trường quý vị tốt lại. Nên những đức nói rằng, hàng Phật tử mỗi ngày nghe hai bài giảng, sáng một câu ai Phật niệm đến cùng, chiều quyết chí một đời, vãng sanh cực lạc quốc, và những ngày lễ, những ngày cộng tu, hoặc là những buổi giảng cho đại chúng chùa mình, những đức nó bảo đảm 100% quý vị, tâm tư quý vị thường đặt vào niềm an vui, thường cởi mở những nỗi buồn khổ, và cho quý vị một cái sự tự tin, sự tự tin rất là cao, chắc chắn. Nên mỗi một con người mình mỗi ngày phải cần cởi mở những điều không vừa lòng, không vừa ý ra.
Đừng nên mang cái tâm trách móc. Quý vị nhớ, mình vừa mang cái tâm trách móc là bản thân mình khổ, đúng không? Mang một cái tâm trách móc là bản thân mình khổ, phiền não. Không vừa lòng, không vừa ý họ là mình sẽ phiền não liền. Việc này mỗi người chúng ta ai cũng đã từng phạm phải và từng dính phải. Nên bản thân mình đều phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ để thấy ra những điều này mình sai lầm, sai rồi. Bây giờ phải xây dựng lại thôi, xây dựng lại. Nên chỗ đặc biệt là mỗi ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi, thường niệm Phật. Nhớ, lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật, bật điều niệm Phật, bật vừa mình nghe, thiệt vừa mình nghe, để bên trong. Cứ để cho cơ thể mình thường thích nghi có vật hiệu. Thường nghe có vật hiệu nhẹ 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 nhẹ. Đặc biệt lắm quý vị. Mỗi một con người, quý vị lúc nào cũng có điều niệm Phật để trong người quý vị. Và bản thân quý vị còn phải niệm Phật. Thì Như Đức nói rằng quý vị thường vui lắm, thường vui vẻ tự tại lắm. Và năng lượng của người quý vị tích tụ nguồn năng lượng này cực kỳ mau. Lúc quý vị mệt, bệnh đau quý vị cũng hồi phục lại rất mau. Nhớ. Câu vật hiệu là đại thiện. Nên mỗi một con người bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia, nên niệm Phật. Nên nằm đó, ngồi đó, nên niệm Phật. Những Đức nói thí dụ như bây giờ chúng ta bệnh đau, chúng ta ngồi gì? Ngồi gì buồn lo, không có lợi ích gì cả. Vì ngồi buồn lo không có một lợi ích gì hết. Vì ngồi đó niệm Phật chẳng là hay. Niệm Phật nó tích tụ một nguồn năng lượng từ trường cực kỳ đặc sắc. Và người niệm Phật là có một khả năng dưỡng khí lực cực kỳ cao. Phải nhớ. Và người niệm Phật giúp cho cái bộ não quý vị cực kỳ sáng suốt. Cực kỳ sáng suốt. Vì danh hiệu Phật quá thiện, nên khi chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, thì cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những chất rất là tốt đẹp, giúp cho cơ thể càng ngày càng tốt, có khả năng dưỡng khí cực kỳ cao. Và năng lượng con người mình tích tụ cực kỳ mạnh. Nên tất cả những người bị bệnh đau, đừng nên mang tâm tiêu cực, đừng nên mang tâm buồn trách. Buồn người này trách người kia rằng tại sao không đến thăm mình, không quan tâm, không lo lắng cho mình. Đừng nên có tâm này. Mình nên mang tâm thông cảm. Vì mỗi một con người trong cuộc đời này, người ta mỗi ngày bao nhiêu việc người ta bận bịu lo. Nếu như mình chỉ mang tâm trách móc thì bản thân mình tự làm hại mình. Nhớ. Thí dụ như giờ mình bệnh đau, người ta không đến thăm mình được, mình nghĩ chắc người ta có công chuyện, người ta bận. Trong cái thời cuộc cơm ăn áo bận này, cuộc sống lo lắng quá trời, người ta bận bịu, người ta không có thời gian đến thăm mình được. Mình đều luôn luôn mang tâm khoan dung tha thứ. Muốn có được cái tâm này thì phải thường niệm Phật. Giống như quý vị nghe bài giảng này, cái tự nhiên tâm trạng của người mình thoải mái, cởi mở thoải mái vô cùng. Thí dụ như giờ bản thân Những Đức đi, hướng đến rất nhiều người, đều là động viên khoan dung, thương yêu, giúp đỡ người ta. Thì dù cho bản thân Những Đức có bệnh đau gì một chút, thì khắp nơi nơi con người ai cũng mang tâm cầu nguyện. Quý vị nhớ, cái tâm cực cầu nguyện cực kỳ quan trọng. Cái tâm cầu nguyện cực kỳ quan trọng. Nhà khoa học thí nghiệm, ông Giang Bổng Thắng thí nghiệm, có một lần người ta đi du hành ở trên cung trăng. Có một lần người ta bị trở ngại gì đó, con tàu đã bị trở ngại. Như vậy mà nhà khoa học thí nghiệm khuyên rất nhiều người khắp nơi nơi cầu nguyện, mang một cái tâm thánh thiện cầu nguyện cho những con người này tai qua nạn khỏi. Cuối cùng họ tai qua nạn khỏi. Quý vị nhớ, nếu như một người nào đó họ hướng thiện với quý vị rất quý mến họ, khi bản thân họ bị một cái gì, bệnh đau gì, quý vị rất nhiều người
tập trung lại mang một tâm niệm thiện hướng đến người đó, thì người đó sẽ hóa giải được cái khổ đó, và cơ thể, bản thân, tâm trạng người đó sẽ càng ngày càng tốt lại, rất là mau. Tại vì sao? Vì mình nghĩ đến người đó, mà mình nghĩ đến người đó là mang tâm cảm ơn, mang cái tâm cung kính, mang cái tâm quý mến người đó, mình hướng đến người đó, mình cầu nguyện cho người đó được tốt đẹp. Rất nhiều người như vậy thì tức khắc người đó sẽ tốt đẹp. Cái tâm cầu nguyện, cái tâm mà hướng đến một người nào là nó siêu vượt không gian thời gian, không có một cái gì ngăn chặn được cả. Mình vừa nghĩ đến người đó, mình cầu nguyện cho người đó có khi thoát những cái tai nạn khổ đau. Phải nhớ, cái cầu nguyện cực kỳ quan trọng, có cảm ứng. Vì cái từ trường thiện đó, vì hướng đến từ trường thiện, nó hướng đến, nó sẽ đến. Giống như một đứa bé nó nằm trong bụng mẹ nó, nếu như người mẹ này biết nghe đạo, biết tu, tâm trạng người mẹ này thường niệm Phật, thường niệm Quan Âm, thường hướng đến cái thánh thiện, cái tâm trạng mẹ vui, thì đứa bé này giống như được mát mẻ. Mà cái tâm trạng người mẹ này khi nặng nề phiền não, thì giống như đứa bé này nằm trong một cái quả trứng, mà quả trứng này đang bỏ vào cái nồi nước sôi, tâm trạng nóng, khó chịu, bực dọc, là làm cho đứa con giống như là bị bỏ vào nồi nước sôi. Còn tâm trạng người mẹ này hiền thiện, vui vẻ, hoan hỷ, thì giống như đứa con này được tưới tẩm những giọt cam lồ tốt đẹp, giúp cho đứa con này vui vẻ từ trong bụng mẹ. Khi sanh ra đứa con này rất tốt. Nên nhiều người mà mang bầu bì mà nghe những điều chia sẻ này, thì chắc chắn những đức nói rằng quý vị sẽ mang một tâm trạng rất thiện, đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, mang một tâm trạng vui vẻ hoan hỷ, không dám buồn giận ai. Vì quý vị mong cho đứa con quý vị sau này sanh ra cực kỳ tốt, nên quý vị mang một tâm trạng rất là tốt đẹp để mong cho đứa con mình được tốt đẹp. Còn nếu như một người mẹ không hiểu đạo thì bực dọc, khó chịu, ghen tuông, nhiều thứ tâm không vừa lòng, không vừa ý, thì quý vị đang hại đứa con trong bụng này. Đúng là đứa con này được sanh ra đời rất tốt đẹp, nhưng khi quý vị mang tâm đó thì sanh ra đứa con này sẽ bị tổn thương rất là lớn. Tổn thương rất là lớn. Có một đứa bé, mẹ nó đi đến chùa mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm 2000 lại. Xong thì một hai ngày vậy đó, mẹ nó sinh nó ra. Đứa bé cực kỳ dễ thương mà như đứa thường khen, Đoàn Dũng Tàu chị Mai. Đứa bé rất dễ thương, rõ ràng người mẹ mang tâm thiện, hướng thiện, đứa bé này được ảnh hưởng rất lớn. Khi sanh ra đứa bé rất dễ, rất vui vẻ. Nên những đức nói rằng mình đi về chùa mình nghe được giáo dục như vậy, hoặc là mỗi ngày mình nghe được gì, mình sẽ mang tâm trạng khoan dung tha thứ. Vì mình mang tâm trạng khoan dung tha thứ là mình đang thương mình. Còn mình đang mang tâm trạng hận thù là mình đang hại mình. Nhớ nghe, mình mang tâm trạng hận thù là mình đang hại mình. Mình mang tâm trạng buồn trách là mình đang hại mình. Mình mang một tâm trạng đố kỵ với người là mình đang hại mình. Tất cả những tâm này toàn là quay ngược là hại mình. Nên mang một tâm trạng khoan dung tha thứ thì tức khắc quý vị đang thương mình và thương người. Nên mỗi một con người chúng ta đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, đây là một hành động đặc biệt tuyệt vời để tích tụ nguồn năng lượng cao độ nhất. Nên những đức nói rằng bản thân chúng ta lúc nào cũng để máy niệm Phật ở trong người. Cách này cực kỳ hay luôn. Nước trong cơ thể chúng ta sẽ rất là tốt, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, dù có bệnh đau gì cũng hồi phục cực kỳ mau, khỏi cần dùng thuốc. Đây là cách cực kỳ hay. Luôn luôn mang một tâm trạng khoan dung và tha thứ. Nhớ nghe quý vị, luôn luôn mang một tâm trạng khoan dung và tha thứ, không buồn giận người khác để trong tâm. Có một anh này, anh gặp như anh hỏi một câu rằng: dạ thưa thầy, khi mình phát nguyện làm một việc gì thiện đó, nó phải hồi tụ phước duyên.
mình mới thành tựu được sở nguyện, đúng không thầy? Cái này đúng. Mình muốn làm một việc thiện gì thì mình phải hội tụ phước duyên thì mình mới thành tựu được sở nguyện đó. Còn nếu như không có duyên sao làm, không có phước thì sao thành công? Thí dụ như giờ quý vị muốn bố thí cúng dường, để quý vị muốn làm một việc thiện gì đó trong cuộc đời quý vị đi, quý vị phải rất đủ duyên, đủ phước quý vị mới làm được, đúng được mục tiêu. Mà quý vị khi làm quý vị vui, cực kỳ vui, vì việc làm quý vị hoàn toàn hiểu, hoàn toàn hiểu. Vì cuộc đời của người mình, khi một hơi thở thở ra, con hít vào cái gì bạn cầm theo? Đồng tiền và vật chất bữa nay tay mình nhưng ngày mai tay người khác. Nó chỉ xoay vòng từng đôi tay. Nơi nào phước tụ thì nó đến, nơi nào phước tán thì nó đi. Nên chúng ta khi tụ phước, mình biết đem cái phước báo này để tạo ra thành cái mà thật sự mình cầm theo. Đây là người cực kỳ khôn. Cái hiểu được nguyên lý này rồi thì cái việc mà làm thiện, bố thí cúng dường giúp người quý vị sẽ rất vui. Vì quý vị đem cái giả để đổi thành cái phước báo công đức, để tích tụ từ tâm của mình để theo mình đời đời kiếp kiếp. Cái này mới là cái đặc biệt là một con người khéo tu phước duyên. Khi phước duyên hội tụ đầy đủ rồi thì bất cứ sự nguyện quý vị làm nó thành công. Và quý vị chỉ cần có một cái tâm trạng niệm niệm vì người thì sở nguyện quý vị rất dễ thành công. Nhớ là phải niệm niệm vì người thì sở nguyện quý vị rất dễ thành công. Nên mỗi một con người chúng ta phải nhận thức sâu sắc. Nên mỗi một người mình, khi mình biết bố thí cúng dường thì mang một tâm trạng gì? Cúng dường tam bảo. Cái tâm này cực kỳ đặc biệt. Câu cúng dường tam bảo, thầy làm việc gì phù hợp thầy cứ làm, cực kỳ phù hợp. Từ nơi cái tâm đó, nó sở nguyện của mình rất là suôn sẻ, tốt đẹp. Nên có những người, người ta có sở nguyện làm được việc thiện, việc tốt, khi người ta làm được rồi trong lòng người ta sảng khoái vui vô cùng. Đây gọi là công đức. Vì làm việc như vậy đúng là công đức. Còn có những người cũng bố thí cúng dường nhưng làm xong rồi trong lòng lo âu sợ hãi bất an, làm xong việc đó cảm thấy trong lòng liếng tiếc, thì đây chỉ là phước báo hữu lậu cực kỳ nhỏ. Còn khi mình làm một việc gì mà sở nguyện của mình được tròn vẹn, mình cực kỳ vui và vô cùng yên tâm khi mình đã làm việc thiện việc tốt này, hoặc là mình đưa tiền cho quý thầy để làm việc thiện việc tốt cho mình, mình cảm thấy mình mừng, mình vui, cực kỳ vui. Đây gọi là công đức. Quý vị sẽ cảm nhận được sự bố thí cúng dường là một việc cực kỳ đẹp trong cuộc đời quý vị. Hiểu được những nguyên lý này rồi quý vị là những hàng Phật tử thuần thành, thật sự hiểu biết. Khi mang tâm cúng dường là mang một cái tâm cảm ơn. Mang tâm cảm ơn, con nhờ thầy làm giùm cho con, con cảm ơn, con nhờ thầy đã giúp cho con được có cái tu phước duyên được tốt. Mỗi một cái tâm đều cảm ơn như vậy thì đây là một cái việc làm thật sự đại công đức. Thí dụ như vị thấy ai làm một việc thiện gì lớn lao, như những đức chuẩn bị tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát 4 ngày. Quý vị mỗi một con người đều mang một sở nguyện, cầu nguyện cho cái pháp hội 4 ngày thầy tổ chức được viên mãn, tốt đẹp, mọi việc suôn sẻ. Cho mọi người ai cũng về để tu được an lạc và vui vẻ. Ai cũng có một cái tâm tu, mỗi ngày đều cầu nguyện cho cái pháp hội 4 ngày của thầy tổ chức lễ Quan Âm Bồ Tát 2000 lại, thiết khắc 16 buổi suôn sẻ. Cầu nguyện cho thầy có sức khỏe để làm được những việc này lợi ích cho chúng sanh, đem toàn bộ cái tâm duyên đến cho nhân sinh loài người trên toàn thế giới được bình an, và hướng đến cho tất cả con người mắc chưa được siêu thoát, cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Đều mang một cái tâm như vậy quý vị, mang cái tâm như vậy. Khi những đức làm một việc như vậy cần phải có sức khỏe, tâm lực, nguyện lực phải mạnh mới làm được. Cuộc đời chúng ta đến thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi lắm. Khi đến rồi chúng ta sẽ bất chợt ra đi. Nên mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này
gieo được một cái nhân duyên thiện lành đến với nhau. Việc này mừng lắm. Nên những đức biết hàng Phật tử, mọi người những đức cảm thấy mình trân trọng và trân quý lắm quý vị. Cực kỳ trân trọng và trân quý cái mối nhân duyên đặc biệt chúng ta được gặp nhau trong cái cõi đời này. Chúng ta duyên hợp lại gặp nhau trong hoàn cảnh quá đặc biệt, được khuyên nhau niệm Phật để cầu sanh cực lạc, khuyên nhau hướng thiện, làm việc thiện, việc tốt. Đây là mối nhân duyên đặc biệt lắm quý vị. Nên trân quý mối nhân duyên tuyệt vời này. Trong lòng những đức nghĩ rằng từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình là mình mong phục vụ Tam Bảo, nhiệt tình làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh dưới khả năng mình có thể làm được, làm cực lực hết mình, nhiệt tình làm lợi ích cho chúng sanh. Những đức thấy cũng rất là vui. Hàng Phật tử khắp nơi nơi chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị hưởng ứng chương trình này, trưởng đoàn mỗi người đều phát động chương trình để dẫn người đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một cái nguồn động lực cho những đức rất là lớn để cố gắng. Thật sự mà nói, một chương trình này cũng rất lớn, cũng không đơn giản chút nào. Nhưng nhờ rất nhiều người có cái nguyện là chúng ta cùng chung tay với nhau để thành tựu sở nguyện lợi ích cho chúng sanh như vậy. Đây gọi là pháp hội thù thắng. Pháp hội thù thắng đó. Có người gì đều bị được ảnh hưởng hết. Có những con người khổ về đây sẽ được cởi mở tâm tư và hiểu sâu sắc về Phật Pháp. Đây là một pháp hội vừa có tu mà vừa có giáo dục, đặc biệt lắm. Bữa nay mùng 3, chúng ta còn có 13 ngày nữa thôi. Mọi người khắp nơi nơi ai cũng cầu nguyện cho chúng ta được suôn sẻ để giữ được pháp hội này, mọi việc được suôn sẻ. Nhưng đức cũng cầu nguyện mong tất cả những người phát tâm đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, mỗi người quý vị đều được suôn sẻ, ứng theo sở nguyện quý vị được tròn vẹn, quý vị khỏe mạnh. Từ đây đến ngày quý vị đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mọi việc suôn sẻ, và từ gia đình mọi mặt đều vui vẻ hoan hỷ cho quý vị được đi lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện tất cả chúng sanh đều được có nhân duyên đặc biệt này để hướng đến Phật Pháp, để chúng ta hướng đến giải thoát. Mọi người chúng ta đều nguyện cầu cho nhau như vậy. Đây là đang mang một cái tâm thiện để hướng đến với nhau. Chúng ta không có một ý nghĩ về lợi ích cá nhân gì cả, đều mong lợi ích cho mọi người hết. Cứ mang tâm như vậy mà sống quý vị. Cuộc đời mình như vậy là quá hạnh phúc rồi. Như nhà Đức nói câu nói rằng chúng ta đến với nhau bất chợt gặp nhau, rồi có một ngày nào chúng ta cũng sẽ chia tay. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Giờ cuộc đời này sớm muộn gì chúng ta phải xa nhau thôi quý vị. Dù có tình thương gì ở cuộc đời này, phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi cuối cùng chúng ta phải xa nhau. Nên chúng ta đều hướng về thế giới cực lạc. Phải hướng về thế giới cực lạc, gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày niệm Phật chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ đi về đặc biệt nhất, đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đó quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị thường bình an, tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.